Ở đây là Bina Đen. Ngày hôm nay anh em đi câu rồi đây. Hôm nay thì có hai anh em đi câu. Hôm nay tổng thì được có hai em thôi. Nhưng mà bong mất 4 em. Bong mất 4 em hôm nay trước khi cơn bão số 3 về các bạn. Thì trời cá ăn rất mạnh này. Đặc biệt là chỉ có chấm đen hôm nay chép ăn cực kém luôn. Đấy, những ngày rửa rời các bạn nên nhớ là những ngày rửa rời thì trước khi bão hoặc sau khi bão là cá ăn rất mạnh. Này đi hồ dịch vụ đây. Đen anh em nhé, đây, chân của em đây. Anh em nhìn chân này. À, chân này. Đấy. Thực tế thì dịch vụ thì cá nó ăn theo ngày các bạn, ăn theo ngày, ăn theo khu vực, vì đa hồ phần hồ nó đáy thối thì nó ăn chỉ một số khu vực thôi. Có hôm thì nó ăn ở mặt này, có hôm ăn mặt khác. Đi câu thì nói chung là hên xui nhỉ, hên xui. Nhiều khi các bác đi câu bảo hồi vụ sao hồ bé thế thì chắc câu cá dễ lắm, nhưng không phải. Hồi vụ thì tùy từng hồ. Hồ bé cũng câu khó mà hồ rộng câu khó, mỗi hồ nó có kiểu câu khó khác nhau. Đấy, và đương nhiên là đi câu thì không thể tránh như móm được. Riêng đi câu hồ, các hồ dịch vụ cá mà thả cho bác câu ấy thì kiểu gì cũng có móm. Em cũng bị móm mấy ca rồi. Đấy, nói thật anh em thế. Đấy, đi thì hôm thì ngồi vào đáy thối. Hôm thì ngồi đúng cái mé cá không ăn. Còn hôm nay thì hai anh em đi câu thì số rất đỏ. Đấy, điểm câu thì được chọn từ mấy hôm trước rồi. Nhưng hôm nay đúng ngày cá nó ăn luôn. Và thứ hai là đúng cái đợt trước khi bão. Thì em dự kiến là trước khi bão là cá nó sẽ ăn mạnh. Thế nên là được ngày buổi nghỉ. Thế là mấy anh em đi thôi. Hai anh em đi. Anh em ngồi thay ca nhau đánh. Đi đổ hai ổ. Nhưng mà đánh một cần thôi. Thay ca nhau đánh. Thì hôm nay là... Nói chung là hôm nay cũng gọi là vừa đỏ vừa đen anh em ạ. Đỏ là có cá nên cá được dòng cá. Đen đây là hôm nay bong nhiều. Bong quá nhiều luôn các bạn. Có hôm thì chả được giật con mù nào, nhưng hôm nay thì nó bong khủng khiếp luôn. Thì nói chung là đi câu hồi vụ thì thỉnh thoảng anh em đi thôi, chứ nó cũng không món thua lắm. Vì ta câu hồ tự nhiên cơ thì nó tinh thần nó thoải mái rất nhiều. Nhưng đi hồi vụ thì nhiều bác là có tính ăn thua rất cao đấy. Móm nhiều là cũng cay lắm, vì cá người ta thả cho mình câu mà, cá to mà. Không được giật, không được rong, cũng buồn thối ruột ra. Nói chung là đi thì cũng hên xui thôi. Hôm nay ngồi đúng cái mé mà cá nó ăn mạnh thì các bác chật tật ga đi. Còn đi câu hồi vụ em nói thật nha, mồi cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Chủ yếu là thời tiết này, điểm câu này, đấy, điểm với cá nó ăn. Vậy lại thứ ba nữa là chủ hồ cho các bác câu cá, cho nên cá, chứ còn chủ hồ mà chơi xấu thì các bác chả có câu nào đâu. Đấy. Nay không rụng răng nên đăng cho các bác xem cho nó đỡ buồn. Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị em đam mê câu cá. Hôm nay thì em lên sóng video cho anh em đúng vào ngày mưa bão. Thì thực ra thì cũng có một chút chia sẻ dành cho tất cả các bác, các bạn, các anh chị em đam mê câu cá. Về vấn đề chúng ta đi câu hồ dịch vụ, như là câu lục anh em nha. Thì hôm nay em lên sóng cho bác này. Cũng chả giấu giếm gì các bác, anh chị em đam mê câu cá. Là em đi nhà hồ này 4 buổi rồi. 4 buổi thì móm mất 3 buổi. Đấy, 3 buổi, hơn 3 buổi rồi. Đấy, thì nói thật anh em nhé. Đi câu dịch vụ móm là chuyện rất bình thường. Nhưng nguyên nhân tại sao móm thì qua bao nhiêu buổi rồi, em chạy khắp hồ để thử các góc của hồ rồi. Thì mình chấp nhận mà, chấp nhận đi thử, vì cái hồ này bây giờ nó cũng khoai rồi, đáy nó thối rồi. Đáy nó thối rồi, các điểm câu rất là khó câu. Mấy buổi, 2 buổi liền em đều đổ vào khu vực đáy thối. Một đổ một lần em đổ vào khu vực bùn sâu. Nó đổ, mình định đổ vào gò nhưng mà tụt xô bố xuống chỗ bùn sâu. Thế 3 buổi.
ba buổi thì hai buổi móm giật, một buổi thì toàn các con nó phá thôi, vì khu đấy cá to nó lại không lẩn vẩn quanh. Mà cái mé đấy hôm đấy thì cá to không ăn đấy. Thì sau khi ngắm qua vài buổi thì em nhận thấy rằng gì, thứ nhất tại những cái hồ mình câu ấy, một là nó đấy thối thì chắc chắn là cá nó không ăn, anh em có đổ mồi xuống thì nó không ăn, trừ những hôm đặc biệt nó thực sự đói thì nó sẽ ăn anh em nhé, còn không thì nó không ăn đâu. Thứ hai là các bác ngồi đúng cái mé mà hôm cá nó không ăn đấy. Nhiều hồ rất là bé thôi nhưng mà cực kỳ khó câu, càng bé lại càng khó câu vì đáy nó lại thối ác, hồ càng rộng thì nó lại nước nó loãng nhiều thì khả năng câu được cá nó còn cao hơn là cái hồ bé anh em ạ. Nhiều khi cứ tưởng hồ to là khó câu hơn nhưng thực tế ngược lại, hồ bé mới là khó câu hơn đấy. Thế nên là em ngồi thì em nhận thấy gì, đi câu ở một cái hồ đấy không phải ngày nào tất cả các điểm đều lên cá đấy, các vị trí xung quanh hồ lên cá, mà chỉ trừ một vài ngày đặc biệt đấy, thì cá nó ăn toàn bộ các góc hồ, có thể là chỗ đấy được một con, chỗ kia được ba con, chỗ kia được bốn con đấy. Đấy, tuy nhiên là gì, phần lớn là các buổi câu thì chỉ có ăn một mé, nó hôm nó ăn một sườn này, mai nó ăn sườn, hôm nay ăn sườn bên trái, có thể mai nó sẽ ăn sườn bên phải, hoặc ngày kia nó ăn góc hồ của cái hồ, hoặc hôm nay nó ăn ở đầu hồ đấy. Và chỉ duy nhất có một vài điểm trên một cái hồ câu anh em nhé, là cá thường xuyên ăn liên tục ở đấy. Đấy, một vài điểm, một vài điểm đấy thì em nhận thấy gì, một vài điểm đấy là ở đấy hay có những cái gò cao nhỉ, gò rãnh cao đấy, nơi nó rất là sạch, rất là sạch, cá nó hay tụ tập quanh đấy, mà hay nó có chỗ tựa, các bạn hay có chỗ tựa thì cá nó hay ở đấy. Đấy thì các bác hay câu được, gần như nếu đi ở những cái vị trí đấy thì 10 buổi thì đến 8 buổi ăn cá, có thể hôm bão cá luôn đấy, không phải đùa. Nhưng mà cái đấy thì lại rất khó, vì cái hồ thì có phải ai đến cũng ngồi được điểm đấy đâu, đa phần anh em đến thì cứ ngồi thấy chỗ nào trống trống thì phải ngồi vào, biết thừa, nhiều khi biết chỗ đấy là đáy nó thối rồi nhưng mà bây giờ chót đến hồ rồi không câu ở đây câu chỗ nào đấy. Nếu không câu đấy thì không có chỗ nào câu nữa cả, đành phải đi hồ khác thôi. Hồ khác mà bây giờ không chuẩn bị tinh thần, không đi xa được thì lại quanh quanh ngồi hồ đấy thì chắc chắn lại phải ngồi chỗ nào xác định là đến móm lên 90% trở lên rồi. Vấn đề tiếp theo này muốn nói với các bác là trong vấn đề đi câu này, là nhiều khi nhiều bác đi câu nhá, em nói thật này, các bác đi câu nhưng mà các bác không có ý thức, thứ nhất là không có ý thức, thứ hai là các bác ăn thua con cá, tính ăn thua con cá quá cao. Em nói thật đấy, em móm bằng đấy buổi rồi nhưng mà em đi em có ăn thua đến mức đấy đâu. Đấy, nhiều khi biết đi, có thể đi hôm nay đến hồ không có vị trí đẹp, xác định móm vẫn ngồi, thực ra đi ngồi thôi, có như hôm đấy là mình đóng góp cho nhà hồ thôi, chứ thực tế ra thì bác nào mà cứ câu hồ vụ nhiều mà ăn thua nhiều mà bị móm nhiều là cũng cay cú lắm. Nhưng nhân đi đến hồ câu thì anh em cũng phải nựa nhau tí, nhiều hôm thì em câu cách ổ của các bác khác ấy tầm 30m 40m mà em ném mồi ném lưỡi mới nục cách ổ người ta 30m mà người ta vẫn kêu động ổ. Thậm chí là mình câu muốn câu gần gần thì chỗ đó nó còn thoáng, mình muốn câu đấy người ta không cho câu, người ta ở góc đấy động ổ người ta. Thực ra này mình cũng dễ tính thôi, chứ còn nếu mà đồng chí khác người ta đi câu ấy, người ta cũng amateur, nó cũng căng lên thì nó không cho câu đâu. Mấy thứ hai nữa, nhiều bác câu thì các bác ném nó thật cho các bác đến sau, nhưng các bác ném toàn ném vào ổ người ta thôi. Đấy, câu nhiều thế, chính vì thế các bác gây ức chế cho nhau, nên nhiều lúc là cãi nhau ở hồ này, những chuyện nó không đâu ở đâu cả. Thì anh em đến hồ câu thì đa phần thì chúng ta lựa nhau thôi, chúng ta đi câu giải trí. Mà thứ hai là có bắt cá để bắt cá của nhà hồ, mà có bắt cá của anh em đâu. Thế nên các bác nhìn thấy người ta thả mồi rồi, người ta câu đấy rồi, thì tốt nhất là các bác lại câu lé sang bên, dịch bên tí, cũng chả ảnh hưởng gì cả. Đấy, chia sẻ cho anh em khi đi câu các hồ dịch vụ, để làm sao chúng ta cùng lên cá mà không đến nỗi phải đến có sự bực tức đấy. Nó mất vui, nói thực là mất vui, mất cái buổi vui. Và vấn đề quan trọng ngày hôm nay là em chia sẻ với các bác này, câu thì phù hợp thời tiết nhá, mồi câu nó chỉ là phụ thôi, nhiều khi mồi câu nó đơn giản, các bác đổ đống ốc xuống nó cũng ăn mà. Đấy, em chia sẻ chủ yếu chính là thời tiết, điểm câu thì em vừa nói rồi đấy. Thời tiết thì ví dụ như hôm nay bão này, các bạn nên nhớ bão nhé, cái này em từng chia sẻ với bác rồi,
nhiều bác cũng không để yên đâu, là trước khi bão 3 ngày các bác có thể đi câu, trước khi bão 3 ngày đổ bộ ra liền, bác đi câu 3 ngày liền đấy, thì đảm bảo trong vòng 2 ngày đầu, ngày thứ nhất và ngày thứ hai, các bác câu được rất nhiều các loại cá, từ chép, chấm đen, trôi, mè, nói chung là đủ các loại cá. Riêng ngày cận ngày bão, ngày thứ ba thì đa phần các bác sẽ câu được đen là chính, chép con nhưng rất ít. Những ngày đặc biệt thời tiết nó đặc biệt như vậy, nó có sự biến đổi về thời tiết thì chấm đen ăn cực mạnh luôn. Tiếp theo là thời gian sau 3 ngày bão, anh em nhá, 3 ngày bão sau 3 ngày bão nhá. Đấy. Thì sau khi cơn bão dứt 3 ngày, anh em nhớ nhá, thời điểm bắt đầu tính từ cơn bão tan thì bắt đầu là tính từ ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, 3 ngày liền sau đó thì cá ăn cực mạnh luôn. Nếu ngày thứ nhất sau bão một ngày mà cá không ăn thì nó sẽ ăn ngày thứ hai. Đấy. Và bắt đầu ngày thứ ba nó sẽ ăn rộ lên, trong 2 ngày đấy nó ăn cực mạnh luôn. Đấy, những bác nào có thời gian mà nói chung là có thời gian để đi câu vào thời điểm đấy thì chúng ta đi. Đấy là chia sẻ thực lòng nhá. Lòng với anh em nhá. Vì nhiều bác không quan tâm vấn đề đâu, nhiều bác đi câu là cứ bác cần đi câu thôi. Cứ sướng lên bác cần đi câu. Ví dụ em chẳng hạn, nhiều hôm em cũng không xem được tiết đâu. Em cũng thích là em đi câu vì thời gian mình có hạn. Căn bản là mình phải có thời gian cơ thì mới tính toán được là thời tiết nào đi câu cho nó hợp lý. Đấy. Mấy thứ hai là phải có thời gian thì mình nên mình ngắm hồ các thứ thì mình mới thả mồi được, đi sớm sớm đi được. Những nhà mà cách xa xa thì các bạn lên thì nhiều anh em ở gần người ta đi từ lúc 2 giờ sáng người ta đến thả mồi rồi. Nó suy ổ rồi, suy chỗ rồi. Thì khó lòng mà kiếm được chỗ đẹp. Đấy là vị trí câu với lại thời tiết câu nhá. Của những ngày mưa bão. Đấy, em vừa chia sẻ với các bác này. Và cách thứ ba nữa để các bác bắt được cá này. Thì em chân thành khuyên các bác này, các bác nếu các bác đổ một ổ mồi từ 6 đến 10 cân và một ổ mồi thì em khuyên các bác nên đổ hai ổ. Các bác đổ hai ổ cho em. Hai ổ có thể thẳng hàng luôn. Một ổ các bác đổ xa bờ và một ổ đổ gần bờ. Đấy, nếu bác nào không đánh được xa bờ thì tốt nhất một ổ các bác đổ tầm độ 30 m, một ổ bác đổ tầm 15 m. Đấy, song song nhau. Còn nếu bác nào đánh xa bờ được thì có thể một ổ 60 m, một ổ 25 m hoặc một ổ 15 m đi, tụt lại hẳn 15 m đi, vì tầm 30 m thì các bác đánh nhiều. Chỗ khu vực đấy nó hay bị thối. Thì anh em đánh một ổ gần, ổ tầm 15 m, 15-20 m và một ổ xa 5-60 m. Đấy là các bác đánh cơ bản các bác đánh xa được. Còn không thì nếu bác đánh không xa được như thế, bác đánh một ổ tầm 30 m với một ổ tầm 15 m là đẹp. Và nhớ là bác chọn những cái gò nào nó nổi nhá. Để bắt cá nhá. Đấy là điều cơ bản nhá. Thì những cái vị trí đấy thì các bác lúc nào cũng sẽ có cá đấy, đảm bảo các bác lúc nào cũng có cá. Và các bác câu thì gần như không móm đâu. Đấy, thế là hai cách em chia sẻ cho các bác để giải quyết vấn đề mà bị móm thường xuyên ở các hồ câu nhé. Đấy, các bác cắt móm cho nó ngon lành. Đi câu thì cuối cùng là cái vấn đề cuối cùng là phụ thuộc vào nhà hồ. Nhà hồ mà cho anh em lên cá thì anh em mới bắt được cá, chứ bây giờ nhà hồ mà không cho lên cá thì cũng chịu. Và vấn đề cuối cùng em muốn nói với bác này là cá câu được ngon nhất, dễ nhất là cá mới bồi. Anh em mới bồi, mới thả xuống thì cái giống đấy nó đang đi theo đàn, nó quấn theo đàn, mấy hai nó ăn rất là mạnh. Còn cái cá cũ thì các bác biết rồi, đáy thối thì mê tan nhiều, thì sau một thời gian này cá nó xuống nó rượu dã, nó người nó oải, nó ăn rất kém. Mấy thứ hai là nhiều con nó cũng bị cào vẩy, chóc vẩy rồi thì khó lòng mà bắt được. Loại đấy thì những hôm đặc biệt thì mới va vào nó. Đấy. Còn cuối cùng thì anh em mới để đến mồi nhá. Đấy là chia sẻ của mình thôi. Các bác nào thấy có hữu ích thì like chia sẻ và đăng ký like và chia sẻ cho anh em cùng biết, cùng ngâm cứu nhá. Cảm ơn các bác.